Con chảo rồi. Con bỏ ra. Bỏ ra, bỏ ra. Con bỏ ra. Con bỏ ra. Chúng mình cũng vẽ. Anh bói đau chú. Đau con. Các anh đi nghỉ mát hay các anh đi làm ạ? Nói thế anh, chúng tôi đi làm. Anh đi làm à? Thế anh đi làm thì sao anh ngồi nhậu vậy? Thì chưa làm thì nhậu thôi. Anh nhậu được mấy chai rồi? Theo kinh nghiệm tôi thấy là mới có 7 chai. Mấy bảy chai. Hy vọng là mỗi người sẽ được 7 chai. 7 chai chai mất. 7 chai chai mất à? Thế bạn Tuân ấy vui không? Đó. Bạn Tuân là cảm thấy như nào? Sảng khoái tâm hồn à? Cảnh đẹp. Cảnh đẹp này như nào nữa nè? Mát không? Sảng khoái tâm hồn. Mát không? Đó. Thế anh Tuân có khóc nhè không? Không ạ. Thế anh Bi? Hôm nay uống bia ngon quá. Uống bia ngon quá à? Thế có mát không? Hôm nay uống bia mà trong bia ngon quá. Thích không? Có thích không? Là sao có muốn đi không? Sao muốn đi không? Anh trốn mấy tuần rồi anh thế này? Trốn đâu? Anh làm gì có chuyện trốn? Bác Hưng này. Thân thì... Không vào cái... Trốn đi chứ. Tôi chậm quá, anh đi thoải vì có chậm chậm. Ai bảo con trêu nó? Tu làm gì ấy? Tôi ăn bánh lọc bánh lần. Bia. Không bia à? Đúng nhiều chưa? Chính con đây cho tí đá. Toàn những tay yêng hùng à? Làm sao? Gangster à? Machine uống miệng vừa. Nào, chú với Tuân do cái nào? Nào, do nào? Nào, giờ cốc lên lên nào. Chúng ta cùng 1, 2, 3 nhá. 1, 2, 3, do. Không hết à? Hết gì cả. Chính con ăn hơi nhiều nhá. Xoay hơi nhiều, ăn hơi nhiều ấy. Mỗi thứ một chục cái đây. Sao lúc đầu mình là thôi em lại ăn đấy. Nào mãi không ra nhỉ. Cho ăn run vào mồm đi. Cái kiểu của anh Nam đánh thiêu. Cho ăn run vào mồm đi. Cái này là gì nhỉ? Cà rốt đi chứ. Cà rốt. Anh ơi, anh. Vừa béo vừa trắng. Sốc tầm 4-5 tiếng mà là gọi mày hỏi ông ăn cơm thế này. Trông như cái đi trả dấu, trông như cái mề hê của đàn bà. Kinh tởm. Môi nó còn thâm, có cái tí thẻ lè của bên kia. Đây là bánh. Bánh bột lọc đấy, đang sản của Binh đấy. Bi gọi điện à? Bi gọi điện à? Tuấn gọi điện cho mẹ không? Tuấn gọi điện cho mẹ không? Có gọi điện cho mẹ thế nào? Bánh cho Tuấn gọi điện mẹ. Này Tuấn này, mẹ gọi này. Con bảo gọi điện. À nhá, bố quay rồi nhá, bố về mở cho mẹ xem nhá. Bố về mở cho mẹ xem nhá. Bánh là không thì nấu ăn nhá. Đấy là thì nấu ăn nhá. Sảng khoái. Khoái ăn bánh gì sao? Sảng khoái liên hoan à? Sảng khoái tâm hồn nào, Tuân. Nhiều đồ lắm. Gọi điện cho mẹ đi con. Tuân. Ông nội à? Ba nội à? ra đóng sách đi anh quay tung lên mạng. Ô